mày ghét. Thôi rồi, lên không nổi rồi, bà đào quá. Ôi, gán đi mà, gán lên. Một này. Bà đào cái lưng quá à. Một lần duy nhất, một lần duy nhất. Rồi, một lần này nữa thôi nha. Chứ bà đưa lên không nổi nữa đâu đó. Một, hai, ba. Ba. Ba, gán miếng nữa đi. Chặt cái lưng rồi. Gán miếng nữa đi, một cái nữa thôi. Hứa là một cái nữa thôi. Bà đau quá. Đi mà ba. Đi mà một cái nữa. Ôi anh hai ơi, chơi cờ cái ngựa với em nha. Biến vô khác đi. Thôi chơi với em đi, một mình em thì sao chơi được. Là không có chơi. Thôi chơi đi. Biến vô khác. Không chơi thì thôi, cái đồ đáng ghét. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em nhớ không bài đầy đủ nữa nghe chưa? Cái màu xanh. 12, 1, 3, 4, 5, 6. Em chơi có một mình nè hả? Chị chơi chung với em được không? Miễn đừng chôn là được. Chơi vô này chán quá. Hay là chị vô phòng đi chơi đi. Chơi chờ búp bê nha. À chị ơi, chị thấy hai con búp bê này đẹp không? À đẹp. Mà em mới gọi chị là chị hả? Dạ đúng rồi. Chứ em gọi chị bằng gì? Tại vì bình thường em cứ nói chuyện trống không với chị không à. Với lại còn hay gọi chị là đồ đáng ghét nữa. Hồi trước là vậy nhưng bây giờ khác rồi. Vậy hả? À chị ơi, chị làm bạn nha. Ừ được mà. Kể từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn. Ừ là bạn. Nè, mấy bạn có thấy con búp bê này đẹp không? Đó, đẹp quá à. Váy của nó bự không? Cái này á, Việt Nam chưa có bán đâu nha. Cô mình gửi từ bên Mỹ về đó. Wow. Tóc nó đẹp chưa? Cái cưng, ba đang làm gì đó? Dạ, bài tập của con. Cô kêu con là vẽ về chủ đề ước mơ tương lai. Vậy công chúa của ba ước mơ cái gì nè? Người vợ đảm đang. Dạ đúng rồi, ước mơ của con sau này sẽ là người vợ đảm đang, sống hạnh phúc bên chồng và chăm sóc con ăn thịt sườn. Là người vợ đảm đang thì tốt, nhưng mà ba nghĩ chắc cô giáo của con không có kêu con vẽ cái này đâu đúng không? Ý cô con là sao ba? Thì đảm đang cái gì, bà vợ sư tử thì có. Anh thôi đi nha, đồ đáng ghét. Đáng ghét không? Cái đá mày vừa. Anh nhớ chứ, khi nào em cưới được Sơn cùng em đi phi về nha, em kêu chồng em bắn anh bơm đầu luôn á. Tao mà không... Để bà ở đây là từ nãy giờ tôi suốt mà xì kín rồi. Ôi Nguyên, để cho em nó tập trung mơ mộng trái bỏng đi. Lam Chi ơi. Vậy bạn đang làm gì vậy? Bộ đuôi sao không thấy? Đang tập vẽ. Ủa đi ăn cơm hả? Nấu nghe mùi thịt đâu? À, không phải. Bạn có thể cho mình mượn mấy cây bút chì màu của bạn một chút xíu được không? Sao? Thấy người ta vẽ xấu nên mượn bút màu chọc quê hả? Không chết đâu. Không phải đâu mà. Một chút xíu thôi nha. Đi đó! Nam Chi ơi! Sao tôi mệt với con nhỏ này ghê luôn á. Nghe cái giọng điệu điệu là biết nó đang nhờ vả cái mình cái gì rồi. Lam Chi ơi á, hồi nãy á mình coi chương trình hình á, mình thấy cảm ơn bạn á, có con búp bê giống của bạn lắm luôn á. Bạn cho mình mượn cái búp bê đó chơi thử một lần được không nha? Sao tôi nói mày lì quá vậy? Đi ra. Đi mà mượn một chút xíu thôi. Một chút xíu. Đi ra. Sao tôi bực mình con nhỏ này ghê luôn á. Nghe giọng điệu điệu lấy nó bụng mày. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Bớt quầy ta. Chào quý khách muốn mua gì ạ? Chào cưng,
Cưng bán cho chị cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái kia. Dạ, tổng cộng của quý khách là 2.500.000. À, chị trả bằng thẻ được không cưng? Chị thanh toán hết một lần hả chị? Chị trả góp em ơi. Dạ. Nhớ gói lại dùm chế nha. Dạ. Tới lượt cưng đó. Chị ơi, em không có tiền, vậy em thanh toán bằng thẻ sinh viên được không? Dạ, cũng được chị. Nè mấy đứa, bánh xong rồi đó, mấy đứa xuống ăn nha. Ý, đi xuống ăn ha. À, đi. Yeah. Tránh ra coi cái đồ dơ bẩn. Đi đi đi. Si. À ha ha ha, con thắng cậu rồi. Yeah. Yeah. Vẫn thắng cậu làm gì vui vậy? Thì con thắng cậu phải vui chứ. Bình thường thôi. Cậu thắng con hỏi cậu nha, cậu thắng cậu có vui không? Ôi, bún nhẹ nhẹ thôi. Không, trò chơi mà, con được quyền bún thiệt. Trời, con bé này. Nè mẹ mẹ, mẹ chơi thử với cậu đi, cậu chơi giỡn. Thôi, mẹ đang coi tivi mà. Chỉ cần trong vòng 3 nốt nhạc là mẹ có thể thắng cậu. Em không biết chơi trò này thiệt hả? Đúng rồi. Nghĩ sao không biết chơi? Em chơi giỏi lắm á. Chơi giỏi với gì? Chứ sao? Chơi thử với chị. Em không nhìn chị đâu nha. Cố lên. Em bún này bún thiệt á. Chị có bún thiệt á nha, chị không có nhường nữa nha. Rồi. 1, 2, 3. Ba. Nghĩ sao? Ủa sao chuyện ra cái khác, em nói ra cái khác rồi mà. Em nói ra cái khác, trời em chứ. Ủa gì vậy? Ủa hai người vậy? Cũng ké mà. Chơi cậu cũng chán quá. Hình như bạn thích con này hả? Hả? Vậy thì mình sẽ tặng cho bạn nè. Ừ, bạn nói thiệt hả? Mình không mắc lừa bạn nữa đâu á. Lừa gì? Mình có lừa bạn đâu. Mình nói thiệt mà. Bạn còn thích thứ gì nữa không? Trên phòng mình còn nhiều con khác lắm á. Nếu mà bạn thích mình sẽ tặng cho bạn. Vậy mình lấy đó nha. Ừ, bạn lấy đi. Dù sao thì mình chơi một mình cũng đâu có hết đâu. Bạn đã nói á, chúng ta là bạn thân mà, đúng không? Đồ của mình thì cũng như đồ của bạn, xài chung cũng đâu có sao. Bây giờ hai tụi mình lên phòng chơi ha. Bạn thích gì mình cũng tặng cho bạn hết á. Đi. Ờ, nhưng mà Lam Chi à, nãy giờ điều bạn nói là thiệt hết đó hả? Đã nói là thiệt mà đúng là cái đồ. Bạn có sao không Lam Chi? Sao trong đầu mình có hiện ra cái từ đồ hoài à? Đồ hả? Bạn muốn ăn đồ ăn gì hả? Không phải. Cái đồ gì ta? Đồ ăn hay là được chơi? Không phải luôn. Thôi mà kệ, bây giờ hai tụi mình lên phòng chơi ha. À, ừ, thôi tụi mình đi. Ừ. Thấy mình đeo đẹp không? Ừ, đẹp lắm á. Nè, hai đứa ăn trái cây đi. Dạ, em cảm ơn chị. Hai đứa chơi vui quá à, sau này cũng phải như vậy nha. Dạ. Mà tối nay hai đứa muốn ăn cái gì nè? Chị làm thịt sườn cho em nha. Thịt sườn? Ừ. Bộ trước đây em thích ăn thịt sườn hả? Lam Chi bạn sao vậy? Cho con miếng sườn nha. Lam Chi bạn sao vậy? Mình không sao. Em có bị sao không Lam Chi? Em không sao, nhưng mà bây giờ em muốn lên phòng nghỉ một lát. Ờ, vậy bạn lên phòng nghỉ đi. Ừ, có đau quá thì kêu chị nha. Dạ. Biết cổ có bị gì không nữa? Thú vị quá ha. Có gì kể anh nghe nữa nha. Ờ, em biết rồi. Ý, của bà chứ. Trời ơi, hôm nay em ở chung với bà cô. Bye, rút điện thoại ra, chơi tiếp ba. Ừ, thôi, bà thương, đừng khóc nữa. Bây giờ mình chơi trò chơi ha. Ba với con chơi trò chơi. À, chơi bịt mắt bắt dê. Nhưng mà ba vậy nha. Thì đương nhiên rồi, ba sẽ bịt mắt, ba bắt con ha. Lấy. Bên này nè. Đứng yên để chờ đi, ba sẽ qua bắt con đây. Đừng có không chạy thoát được ba.